H10 Ultra bản Titanium Colocaset Sports Band. Đây là một cái bản mà nâng cấp của H9 Pro. Viền thì là viền titan nhé, không phải là viền thép nữa. Nó sẽ là bóng mờ và là đây, xong rồi bắn bóc ra. Đấy, đây là cái hộp này, mình để sang một diện bên. Đấy. Trong đó là đến sách hướng dẫn sử dụng này, sách hướng dẫn sử dụng này. Thực ra cái sách hướng dẫn sử dụng này thì mình đọc rồi, đấy, cho nên là các bạn không cần đọc nữa. Đấy. Là đến một bộ dây, này thì một bộ dây vải rất chi là mềm mềm mại, đấy, mềm mại và có rất nhiều nấc đeo đấy nhá, rất nhiều nấc đeo đấy. Đấy. Mình để tạm sang một bên, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp lắp dây sau. Đây là một bộ sạc, không dây nhá. Đấy, bộ sạc không dây. Đấy, và tiếp theo là đến siêu phẩm là một chiếc máy của chúng ta. Thì đầu tiên các bạn về các bạn chỉ cần lôi ra nhá, lôi ra này, đấy, cái này thì không phải bóc bạn lôi ra đấy. Xong đó trên màn hình của nó thì có một cái siêu nhẹ này, đấy, cái siêu nhẹ các bạn bóc ra cũng được, không bóc ra cũng được, nhưng mình thì bóc ra dùng cho nó đẹp đấy. Đấy. Mình bóc cái siêu này ra nhá, đấy. Thì trước khi các bạn về ấy, các bạn sẽ phải sạc cho mình, các bạn sẽ phải đặt 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 cái đồng hồ đây. Sau cái này các bạn cắm được vào đầu sạc cho mình đấy, đây là sạc từ 100% nhé, bạn đầu sạc đầu nào cũng được đấy, không nhất thiết là phải đúng chân đồng, nó không có chân đồng đấy. Thì ở đây là mình đã sạc sơ qua rồi đấy, thì mình đánh giá chung tổng quan về về cái sản phẩm này. Thứ nhất là về cái ngoại hình của nó đấy, thì là rất đẹp, rất bóng, nhưng mà không phải bóng như viền thép mà là vòng viền viền titan, nó không phải là viền nhôm đấy, bóng mờ rất là đẹp đấy. Cái thứ hai là có một cái lớp nhô lên này để bảo vệ màn hình, nghĩa là cái sản phẩm này nó thiết kế dành cho những người mà thể thao hay năng động, hay là một cái kiểu như là leo núi hay trượt tuyết, hay là đi một cái thời tiết rất chi là khắc nghiệt đấy. Đấy, giới thiệu bạn đây có ba nút này, đây là nút đa nhiệm nhá, đây là nút menu nhá, và đây là nút thể thao này. Nút thể thao thì mỗi nút có một chức năng khác nhau, thì các bạn muốn sử dụng lúc nào thì sử dụng nhá. Đây là một cái sản phẩm đột phá khi có ba nút, riêng biệt nhau mà không gây ảnh hưởng đến thiết kế bên ngoài nhé. Đây còn một siêu phẩm thì đấy là bên ngoài thôi, còn bên trong, thứ nhất là mình có thể thay được hình nền, theo ý thích của mình này. Đây mình có thể thay hình nền là bản thân chúng ta này đấy, hay là chúng ta thay hình nền người yêu, hay là vợ, hay là những người thành phần viên trong gia đình chúng ta. Hướng dẫn các bạn sử dụng cũng như là kết nối với điện thoại nghe gọi bằng và thay hình nền với cái đồng hồ này. Đầu tiên thì các bạn bật lên, nhá, các bạn vào cài đặt này. Đây mình là tiếng Việt nhé, mình là tiếng Việt. Ở đây có các cái chế độ mà chữ chạy này, mình rất là ưng ý cái việc mà người ta hiện có chế độ hiển thị là không đọc hết cái menu này, rất là hay nhé. Còn mình là tiếng Việt tại vì mình đã kết nối với đồng hồ rồi, nó sẽ tự đồng bộ ngôn ngữ với điện thoại nhé. Còn các bạn mua về ấy, nó sẽ chữ tiếng Anh hoặc chữ tiếng Trung ấy, thì các bạn sẽ không biết cái này, nhưng các bạn không phải lo đấy. Các bạn ấn menu cho mình, xong đó các bạn chọn vào cái ô có chữ ba cốt này nhé, đây có chữ ba cốt này nhé, đây đấy, ô xanh xanh ba cốt này, đây bạn nhìn thấy chưa, đây ô xanh xanh ba cốt này đấy. Thì mình ấn vào đây nó ra cái chữ ba cốt này, để làm gì ạ, để mình tải cái app của nó về đấy, cái tải app của nó về, tải app kết nối. Thì mình ghé điện thoại đây thì nó sẽ ra một cái link này, đây ra một cái link này, thì mình nhấp vào cái link này thì nó sẽ ra một cái app đó. Mình mở cái app đấy ra. Nếu các bạn nào mà chưa có thì sẽ đã tải nhé, còn mình có rồi sẽ mở về. Nếu bạn nào mà có Android thì tải Android, mà iOS tải iOS nhé. Còn mình thì có rồi, mình mở ra. Thì mở nó ra mình sẽ tiếp tục là đến phần thiết bị này. Mình thêm thiết bị. Thêm thiết bị ở đây thì nó sẽ ra rất nhiều thiết bị. Nhưng mà ở cửa hàng mình có nhiều thôi, còn nếu mà các bạn mua về nó chỉ có, bạn tìm đến chữ là H10 Ultra nhé, các bạn nhấp vào đây, thì nó sẽ là đang đồng bộ hóa. Thì sau khi đồng bộ hóa thì đồng hồ sẽ rung lên cái giờ này, mấy cái giờ này sẽ đồng bộ với nhau này, là 14 giờ 15 này, và cái ngôn ngữ của nó sẽ cũng đồng bộ theo, cái ngôn ngữ của điện thoại các bạn nhé. Đấy, chứ không phải chúng ta là lo là mới được mua về là nó có ngôn ngữ khác đâu. Đấy, sau đây mình sẽ hướng, sau khi kết nối rồi thì cái giờ đồng bộ này, cái ngôn ngữ đồng bộ này, và cái nghe gọi chúng ta sẽ đồng bộ nhé. Đấy, sau khi chúng ta kết nối ấy, thì chúng ta chỉ cần kết nối một lần thôi. Làm như vậy thì chúng ta sẽ có trên cả đồng hồ nghe gọi trên đồng hồ được nhé. Đấy.
Đấy thì chúng ta nghe ở trên điện thoại cũng được, trên đồng hồ cũng được. Thì đấy là phần nghe gọi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài hình, cài các cái chức năng cơ bản nhé. Vì đây các bạn có thể là cuộc gọi đến bật này, hay tắt đi này, đấy. Hay là tìm thiết bị này, chụp ảnh. Chụp ảnh có nghĩa là gì? Đây các bạn có thể là ấn chụp ảnh trên đồng hồ được. Đấy, đây, mình cho phép và mình cầm đồng hồ mình có thể điều khiển chụp ảnh trên đồng hồ được. Đấy, đó là chức năng chụp ảnh từ xa này. Đấy, tìm thiết bị, chúng ta ấn vào đây thì cái thiết bị đây, ấn vào cái này thì thiết bị chúng ta sẽ rung lên nhé. Đấy, thiết bị sẽ rung lên để xem là đồng hồ chúng ta ở đâu. Ví dụ chúng ta để quên đồng hồ ở đâu hay nào đấy thì chúng ta cũng có thể tìm ngược lại nhé, tìm từ đồng hồ sang điện thoại, tìm đồng hồ điện thoại sang đồng hồ được nhé. Đấy, đấy là một số tính năng cơ bản thôi. Còn còn mình sẽ hướng dẫn các bạn là cài hình nền cho đồng hồ. Chúng ta có thể vào là quay số này. Các bạn nhìn bốn cái nút bên này nhé, chúng ta ấn nút quay số này, sau đó chúng ta ấn chữ hình nền này, sau chúng ta sẽ ấn là quay số, chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng máy ảnh trên này, chúng ta chọn album ảnh này, chúng ta sẽ chọn một cái đây chúng ta sẽ chọn một cái ảnh tùy thích, chúng ta zoom ra zoom vào. Đây các bạn để ý nhé, nó chỉ là trong cái màn hình đen này thôi nhé. Đấy, chúng ta zoom ra zoom vào, chúng ta lựa chọn này, chúng ta có thể là để là số này hay là kim cũng được. Đây mình để số, xong đó mình ấn chữ OK. Đấy thì cái này sẽ đồng bộ mất khoảng độ 5 đến 10 giây nhá, rất là nhanh. Cái version mà Titan này ấy, thì nó tăng cấu hình lên rồi, cấu hình rất là mạnh mẽ. Đấy. Đấy, đây là chúng ta đã có một cái màn hình, cái hình này. Cái hình nền giống hệt cái chúng mà tôi đã cài rồi đấy. Vâng, vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là cài đặt nghe gọi, thay màn hình, cũng như là đồng bộ giờ và ngôn ngữ rồi nhá. Đấy, các bạn cứ yên tâm sử dụng. Nếu mà các bạn có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với mình. Hãy đăng ký kênh của mình để mình có những cái video model mới ra các bạn có thể cập nhật theo dõi, cũng như là có thể là trải nghiệm, mua về trải nghiệm ở những cái sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video review và hướng dẫn của mình. Cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh cho mình nha.